Chấn động tuyên bố người ngoài hành tinh ở trái đất từ lâu. Tại diễn đàn Soul Eye Connection 2023 tổ chức tại thành phố New York, Mỹ diễn ra vào tháng 5 vừa qua, giáo sư Gary Nolan công tác tại khoa bệnh học, Đại học Stanford, Mỹ tuyên bố người ngoài hành tinh có thật và đã tồn tại cùng với con người trên trái đất trong một thời gian dài. Người ngoài hành tinh đã đến thăm trái đất, thậm chí họ đã sống giữa chúng ta được vài nghìn năm, giáo sư Gary Nolan cho hay. Khi được hỏi xác suất của tuyên bố người ngoài hành tinh đã đến trái đất là bao nhiêu, giáo sư Gary Nolan trả lời 100%. Ông cho hay sinh vật ngoài trái đất đã đến hành tinh xanh, sử dụng máy bay không người lái và trí tuệ nhân tạo để quan sát chúng ta. Theo giáo sư Gary Nolan, ông và các đồng nghiệp đã phát hiện một số dấu hiệu của trí thông minh ngoài trái đất. Người ngoài hành tinh không chỉ đến thăm chúng ta mà họ còn tồn tại cùng với con người trong một thời gian dài. Để đi đến kết luận này, nhóm nghiên cứu của giáo sư Gary Nolan đã phân tích nhiều dữ liệu, bao gồm tín hiệu vô tuyến mạnh mẽ thu được vào năm 1997. Tín hiệu này được đặt tên là WOW. Sau một thời gian nghiên cứu, nhóm của giáo sư Gary Nolan nhận định tín hiệu WOW bí ẩn đánh đố nhân loại suốt nhiều năm qua dường như đến từ chòm sao Nhân Mã. Thêm nữa, giáo sư Gary Nolan cho rằng, bằng chứng thuyết phục nhất để chứng minh người ngoài hành tinh đã đến trái đất là cách chính phủ Mỹ đã xử lý các báo cáo về UAP, hiện tượng dị thường không xác định, hay UFO, vật thể bay không xác định trong vài năm qua. Theo giáo sư Gary Nolan, điều này bao gồm việc thành lập văn phòng giải quyết bất thường trên tất cả các miền AAAO của lầu 5 góc để điều tra các trường hợp nhìn thấy UFO tiềm năng và các phiên điều trần công khai của Thượng viện Mỹ về những bí ẩn liên quan đến UFO. Thế nhưng, trong phiên điều trần tại Thượng viện Mỹ về UFO ngày 19 tháng 4 năm 2023, Giám đốc AAAO Sean Kirkpatrick phát biểu hiện không có bằng chứng chắc chắn về sự sống ngoài trái đất. Do giáo sư Gary Nolan không cung cấp được bằng chứng chi tiết, khoa học nào để chứng minh người ngoài hành tinh đã đến và ở trái đất trong thời gian dài nên tuyên bố của ông trở thành chủ đề gây tranh luận lớn với những ý kiến trái chiều. Vậy nên, các nhà khoa học vẫn nỗ lực tìm kiếm bằng chứng để chứng minh sự tồn tại của trí thông minh ngoài trái đất. Cảm ơn bạn đã xem video. Nếu thấy hay hãy nhấn nút subscribe và theo dõi để ủng hộ kênh nhé.